to quá, bây giờ tại tôi mới ra này nhá, lụt kinh khủng luôn. Quá nhiều nước. Bây giờ tại mới ra tắt đường. Tắt đường một đoạn dài. Lái xe không đi nổi. Bây giờ phải chờ rút mới đi được rồi. Dưới kia còn sâu nữa. Đây là đoạn này, đoạn trên cao. Trận mưa là một trận mưa rất là to nhé. Dưới kia nước rất nhiều, thoát không kịp. Trên này trên đỉnh dốc nó vẫn còn cao nhé, dưới kia hơi bị nhiều nước. Rồi nước lớn quá các xe không đi nổi, phải đứng. Và đây là một trận mưa rất là ác. Kinh thật. Đoạn này xe nhé. Đấy. Vừa rồi mấy xe chết máy mà. Trận này ác nhỉ. Trận này dã man luôn đấy.
Đoạn bên kia là rất nhiều nước nhé, lưu thông bây giờ rất là chậm.